Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel ở Couple Tea Hy vọng các bạn có một ngày thật vui vẻ Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của Loan thì các bạn đừng quên đăng ký, subscribe để có thể theo dõi thêm nhiều video clip khác nữa ha Trong channel của Loan, Loan sẽ giới thiệu với các bạn về cuộc sống con người ở Canada cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm của Loan dành cho các bạn Mặc dù sinh sống ở Canada đã hơn 5 năm rồi, nhưng lúc nào Lan cũng ước gì những ngày đầu khi Lan vừa mới đặt chân đến đất nước Canada, có ai đó đã chia sẻ với Lan những kinh nghiệm của những người đi trước, để Lan không cảm thấy ngỡ ngàng hay là ngạc nhiên khi lần đầu tiên bước chân đến một đất nước xa lạ mà mọi thứ dường như là đều mới mẻ đối với mình chính vì thế mà trong video clip ngày hôm nay lan muốn chia sẻ với các bạn những thông tin cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm dành cho các bạn sắp bước chân đến đất nước hình lá phong này nhé Thời tiết của Canada có bốn mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu và đông và đương nhiên các bạn sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp của từng mùa. Mùa xuân xinh tươi với những cây hoa anh đào nở rực rỡ, mùa hè nóng bức với rất nhiều các hoạt động được tổ chức ngoài trời, mùa thu xe lạnh với những chiếc lá đổi màu hiu hiu mang mát buồn, còn mùa đông với những bông tuyết rơi trắng xóa thiệt đẹp nhưng mà cái lạnh của nó đi kèm thì thiệt không dễ thương một chút nào. Mùa đông ở Toronto bắt đầu từ cuối tháng 11 và kéo dài cho đến hết tháng 3. Khắc nghiệt nhất là vào tháng 1 và tháng 2 khi mà nhiệt độ có thể rơi xuống hơn âm 20 độ C hoặc có thể là lạnh hơn khi có gió mà người ta còn gọi đó là wind chill. Nghĩa là mặc dù các bạn nhìn thấy trên dự báo thời tiết báo rằng nhiệt độ là âm 20 độ C nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy feel like như là âm 30 độ C bởi vì wind chill Những ngày còn ở Việt Nam thì Lan không hình dung được cái lạnh ở Canada là như thế nào, chính vì thế mà Lan đã quyết định mua áo khoác ở Việt Nam vì cho rằng giá cả sẽ rẻ hơn. Nhưng mà ngay ngày đầu tiên bước chân đến Canada vào tháng 1, ngay lúc mà cái lạnh đang dữ dội nhất thì Lan đã không thể chịu đựng được cái lạnh ở đây, chính vì thế mà Lan phải mua một chiếc áo khoác khác. Áo khoác ở Canada vào tầm khoảng từ 200 đô cho đến 1.000 đô tùy vào chất liệu cũng như là nhãn hiệu. Thế nhưng mà đối với Lan chỉ cần một chiếc áo tầm khoảng 200 đô thôi thì các bạn có thể sống sót được với cái lạnh ở Canada rồi. À, một mẹo nhỏ mà Lan nghĩ là bạn nào cũng biết đó chính là các bạn có thể mặc nhiều lớp hay còn gọi là layer. À, để giúp cho các bạn được ấm hơn. Ngoài ra thì có những ngày mùa đông các bạn sẽ được trải nghiệm bốn mùa trong một ngày. Chính vì thế mà bằng việc các bạn mặc nhiều lớp như vậy thì các bạn có thể cởi ra hoặc là mặc vào để phù hợp với nhiệt độ trong ngày hôm đó ha một chiếc áo khoác thôi thì chưa đủ mà các bạn còn phải trang bị thêm cho mình nón, khăn choàng, bao tay và giày đi tuyết Đặc biệt là đối với những bạn mà thường xuyên phải đi xe bus thì các bạn càng phải đầu tư thật kỹ cho mình những vật dụng này Vì có những ngày mùa đông giá lạnh các bạn đứng đợi xe bus và xe bus có thể bị delay bất cứ lúc nào Chính vì thế mà các bạn phải đứng đợi nửa tiếng hoặc tệ hơn là một tiếng đồng hồ ha ngoài ra thì cái lạnh còn làm cho da của các bạn bị khô bị nứt chính vì thế mà các bạn phải tha thêm à, kem dưỡng da hoặc là son dưỡng môi nữa nha một kinh nghiệm của Loan dành cho các bạn là các bạn có thể tìm mua những cái hand warm những cái hand warmers này um, rất là đơn giản các bạn các bạn chỉ cần xé cái gói này ra và trong đây sẽ có thêm một cái gói nhỏ các bạn sẽ để cái gói nhỏ đó vào trong cái bao tay hoặc là giày của mình để giữ cho tay và chân của các bạn được ấm hoặc các bạn cũng có thể mua cái body warmers này với loại này thì các bạn có thể dán vào trong áo hoặc là quần hoặc là những bộ phận nào trên cơ thể mà các bạn dễ bị lạnh ha à, các các bạn đến Canada rồi thì các bạn có thể tìm mua những cái gói này ở tiệm một đồng Dollarama rất là dễ tìm giá cả thì hợp lý và rất là thuận tiện ha các bạn phương tiện công cộng ở toronto hay còn gọi là ttc bao gồm có xe bus tàu điện ngầm và xe điện À, và trên hầu hết tất cả các phương tiện công cộng ở Toronto thì tài xế sẽ không phụ trách việc thu phí Mà thay vào đó để có thể đi lại được trên các phương tiện công cộng đó thì các bạn cần phải mua token Giá cho một token là 3 đồng 25 và các bạn có thể mua những chiếc token này tại các trạm tàu điện ngầm Ngoài ra còn có Daily Pass, Weekly Pass hay là Metro Pass Nhưng phổ biến nhất cũng là Presto Các bạn có thể mua những chiếc thẻ Presto Car này tại một số tiệm nằm trong các trạm tàu điện ngầm giá là 20 đô với 16 đô có trong tài khoản Và để sử dụng chiếc thẻ PrestoCard này thì các bạn táp vào những chiếc máy đã được trang bị sẵn trên xe bus hoặc là tàu điện ngầm ha Uh, để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các phương tiện công cộng ở thành phố Toronto thì các bạn có thể check video clip mà Lan đã làm nằm trong channel của Loan Một mẹo nhỏ dành cho các bạn uh, sử dụng thẻ PrestoCore là hiện tại thì một số trạm tàu điện ngầm vẫn, đưa, vẫn chưa được trang bị những chiếc máy táp cạc này Chính vì thế mà các bạn nên thủ sẵn cho mình một số token phòng trường hợp là trạm tàu điện ngầm đó không có máy để các bạn tháp ha Ngoài ra thì các bạn có thể download một số ứng dụng để các bạn có thể biết được là chuyến xe bus hoặc là trạm tàu điện ngầm nào các bạn cần đón để có thể đến được nơi mà mình muốn. Ngoài ra thì những ứng dụng này còn báo cho các bạn thời gian chuyến xe bus và chuyến tàu điện ngầm sẽ đến. Một số ứng dụng mà Lan thấy rất là phổ biến và đáng tin cậy đó chính là Google Maps hay là Transit App ha. Ông bà ta ngày xưa thường nói lời chào cao hơn mâm cổ và Lan thấy câu nói đó hoàn toàn chính xác khi Lan đặt chân đến đất nước Canada này. Người Canada có thói quen chào và hỏi thăm sức khỏe mỗi khi họ gặp nhau. Có rất nhiều các kiểu chào tùy thuộc vào thời gian trong ngày, chẳng hạn như là Hi there, hello there, good morning, good afternoon Và theo sau những câu chào ấy sẽ là những câu hỏi thăm sức khỏe Và nếu như là bạn bè thì họ sẽ hỏi về công việc hay mọi việc của bạn là như thế nào rồi Chẳng hạn như là how are you today, how are you doing today, how is everything going Có thể các bạn sẽ suy nghĩ là những chia sẻ trên của Lan là hơi dư thừa và không cần thiết Nhưng mà các bạn tin Lan đi, nó mất của Lan gần hơn một tháng trời để Lan có thể quen với phép lịch sự đó và đang vẫn còn nhớ là lần đầu tiên một người canada hỏi lan là how is everything going today lan đã trơ mặt ra mà không biết nói gì và theo như phép lịch sự thì các bạn sẽ hỏi ngược lại bằng cách là and you how about you and yourself kết thúc một cuộc nói chuyện thì người canada sẽ chào và chúc nhau một ngày tốt lành goodbye have a nice day tiếp theo là phép lịch sự khi đi xe bus à, khi đứng chờ xe bus thì người canada sẽ xếp hàng rất là trật tự và không trang lấn mặc dù là thỉnh thoảng các bạn sẽ nhìn thấy một số người bất lịch sự trang thẳng lên mà không cần xếp hàng ha nhưng mà các bạn yên tâm đi những người ấy chắc chắn không phải là người tốt và người lịch sự như chúng ta rồi đúng không Um, trên xe bus và tàu điện ngầm thì các bạn sẽ nhìn thấy một số ghế có màu xanh biển những chiếc ghế đó là sẽ dành cho người tàn tật người già hoặc là phụ nữ mang thai ha ngoài ra thì các bạn mở cửa để bước vào hay bước ra thì theo như phép lịch sử các bạn phải giữ cửa mở ra một chút xíu để người tiếp theo có thể bước vào hoặc bước ra luôn ha không biết có chính xác không nếu như Lan nói là thank you, sorry, hay excuse me là những câu nói cửa miệng của người Canada ha. đừng tiếc một lời thank you khi ai đó giúp bạn mở cửa hoặc là sorry nếu bạn lỡ chạm vào một ai đó hoặc là excuse me nếu như bạn uh, muốn hỏi ai đó một điều điều gì đó ha. Các bạn sẽ lưu ý hai cụm từ là Spring Forward và Fall Back Spring Forward nghĩa là vào ngày Chủ nhật của đầu tháng 3 các bạn sẽ chỉnh đồng hồ chạy lên một tiếng à, Chính vì thế mà vào mùa hè thì các bạn sẽ thấy là ngày của mình sẽ dài hơn Vào khoảng tháng 7 và tháng 8 thì mặt trời sẽ lặn vào lúc 9 giờ ha còn Fall back nghĩa là vào ngày chủ nhật của đầu tháng 11 các bạn sẽ chỉnh đồng hồ của mình chạy xuống một tiếng ha. Các bạn ơi, còn rất rất là nhiều điều nữa mà Lan muốn chia sẻ với các bạn đó ha Lan đã soạn ra rất nhiều ở đây Thế nhưng mà Lan muốn biết là các bạn có ủng hộ những gì mà Lan vừa chia sẻ với các bạn hay không Các bạn hãy cho Lan biết ở phần bình luận ở bên dưới Cũng như là cho Lan biết những điều mà Lan còn thiếu sót trong phần chia sẻ trên Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của Lan Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau Chào tạm biệt Bye bye thank <laughs> you